Papim Việt Nam phát hành bộ phim Chuyện về Chàng Dượng, người dịch Lâm Bích Ân, Trần Thị Xuân Thu, diễn viên lồng tiên Bá Nghị, Nguyễn Vinh, Quy Hồ, Thành Nhân, Yến Nhiếp, Phương Hương, Tuyết Nương. Mà lữ yêu lê, nhất khí thong nhập chuyên số kỳ, dù lì hoàn sầu sinh hỏi trung tham hiểm, yên phê. Anh Thành, Dượng, Phụng, trời ơi, làm gì vậy? Sao chân đi cập khiễng vậy nè? Không, bị đụng thôi. À phải, anh có rượu trực đã không? Có, tôi lấy cho cô. Em vô phòng thay đồ cái đã. Ờ, anh dìu em vô phòng. Em tự đi được mà. Ờ, anh làm sẵn bánh mì cho em ăn sáng nghe. Nè, coi như tôi tặng cô chai rượu này cũng không sao, cầm lấy đi. Cảm ơn. Không có gì. Thông thường người ta khui rượu là có chuyện ăn mừng. Không biết tôi mừng cái gì đây. Không phải là Tử Thông tới từ Dự Độn tìm cô để xin lỗi sao? Sao anh biết? Anh vừa bên sân qua về liền lập tức gọi cho tôi tìm cô. Sao hả? Chuyện này giải quyết rồi phải không? Tóm lại từ nay luôn cả tình bạn cũng không còn. À, không ngờ chúng ta là đồng minh khiêu chiến vượt bực lại biến thành đồng minh thất tình. Anh nhầm lẫn rồi. Trên cơ bản tôi và anh chưa yêu nhau cho lắm. Bắt đầu đòi đám cưới chẳng qua là tâm trạng người ta không cho chúng tôi làm, nhưng chúng tôi nhất định làm. Cho nên tôi không phải bị thất tình, tôi chỉ bị người ta bán đứng thôi. Tiếp theo cô định làm gì? Coi như mơ, một giấc mơ đi. Chứng tỏ chuyện bước vào hào môn không thích hợp với tôi. Không có gì thì làm lại từ đầu thôi. Tìm công việc chung thị khác tốt đẹp hơn. Cái kỳ của cô cũng đúng. Nhưng đợi chân của cô lành lại mới nói đi. Được thôi, không cần mua xoài cho tôi ăn nữa. Bây giờ bị đau chân, tạm thời chưa có ăn được. Chuyện đó cô nói với cậu Dượng đi. Tại sao? Dù sao cũng lỡ rồi, tôi thì nói ra luôn. Thật ra xoài này á là do cậu Dượng hàng ngày lặn lội đường xa đến Dượng mua cho cô. Cậu ta nói như vậy mới tươi, cô ăn mới thấy vui. Cậu ta lại sợ cô biết xoài này do cậu ta mua sẽ không chịu ăn, cho nên kêu tôi không được nói cho cô biết. Kiểu si tình chung thủy của cậu ta có thể so sánh với Dượng quá. Chết đâu, em coi nè, nó còn một lá có thể cứu sống được. Vợ bé nhỏ ơi, em không khỏe sao? Em đừng có giận anh Thông nữa. Nếu sau này á anh Thông không có cưới em, anh nhất định sẽ cưới em mà. Em Dượng qua đây đi. Anh ngồi xuống đi. Nghe em nói nè, em sẽ không đám cưới với anh, không làm vợ của anh có hiểu không? Tối qua em mới nói anh có thể tiếp tục gọi em là vợ bé nhỏ rồi mà, có phải anh lại phạm lỗi gì nữa không? Những gì anh làm đều rất tốt, anh là một người rất tốt, rất tốt, rất tốt. Nhưng anh không nên phí tất cả thời gian của anh cho em nữa, làm chuyện gì cũng chỉ lo cho em. Anh có cuộc sống của anh, lý tưởng của anh. Ý của em muốn nói, anh nên cố gắng lo cho bản thân hơn, làm những chuyện mà anh thích.
Nè, thí dụ như anh thích làm trôi nước thì anh cố gắng chút hết tâm sức vào, hy vọng sau này sẽ là một bậc thầy làm trôi nước. Có phải anh là bậc thầy rồi thì có thể cưới được vợ bé nhỏ không? Anh là đàn ông, anh coi tivi cũng nghe mà. Đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng. Nếu đàn ông con trai chỉ biết nói chuyện yêu đương cưới vợ, vậy thì không có tích sự gì rồi. Đàn ông phải có chí lớn, nếu không bị người ta khinh thường. Với lại một người phụ nữ không bao giờ muốn lấy một người đàn ông như vậy. Anh có hiểu không? Đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng, phải có chí lớn, là một đấng nam nhi, phải làm một bậc thầy. Đúng rồi, anh cố gắng dốc hết tâm trí vào làm một bậc thầy. Vậy thì sau này anh sẽ có thể lo cho bản thân, lo cho má của anh, có phải tốt hơn không? Anh đừng phí công sức, thời gian chăm sóc cây xoài này nữa. Nó đã chết héo rồi. Anh phải nhớ, ráng cố gắng làm trôi nước, làm bậc thầy, nhớ chứ? Sao hả? Tìm được Tử Thông chưa? Tử Thông không ở điện thoại. Hôm đó cậu đi chung chuyến bay với nó mà. Lý do gì nó đi đâu cậu cũng không biết. Ngày đầu tiên mà biết con bà sao? Trước giờ nó luôn như diều đứt dây mà. Lần này thì khác. Nó và con nhà quê đó ra nông nổi này, nhất định trong lòng buồn lắm. Cũng tại bà nói mà, Tử Thông đã hối hận hứa đám cưới với cô Kỳ Phụng đó. Bây giờ giải quyết xong rồi, lẽ nào trong lòng nó còn buồn chứ? Tuy sự việc là như vậy, nhưng đâu phải ông không biết tính khí cậu ấm con của ông. Nó không thích bị ai sắp đặt. Tôi sợ nó giận luôn cả chúng ta đó. Tử Thông. Má. Con đi đâu vậy? Làm má lo muốn chết à? Con đi bơi thôi. Thấy chưa? Tôi đã nói bà lo xa rồi. Tử Thông nó đã lớn rồi, nó biết suy nghĩ mà. Mau lên phòng thay đồ đi. Má đặt bàn rồi, lát nữa đi ăn cơm nha. Cơ bộ Tử Thông có vẻ như không có gì. Không có gì đâu, mọi chuyện hả đã chấm dứt rồi. Dượng. À, chào bác. Nhưng sao bác đến đây vậy? Phải. Ủa, cây này là cây gì vậy? Cây xoài con trồng giùm vợ bé nhỏ. Vợ bé nhỏ nói nó chết héo rồi, cậu không có thời gian chăm sóc, kêu con đem bỏ đi. Nhưng mà con thấy nó bị bệnh thôi. Nè, chỉ cần con tận tâm chăm sóc cho nó, tưới nước bón phân cho nó, cho nó phơi nắng, nó sẽ sống lại ngay. Thấy con mình khỏe như vậy, bác cũng yên tâm. Bác không yên tâm chuyện gì á? Thì đó, lần trước nói anh Tử Thông của con đám cưới với vợ bé nhỏ của con, bác sợ con sẽ buồn. Con không có sao. Vợ bé nhỏ nói con là đàn ông con trai, phải lấy sự nghiệp làm trọng. Chỉ cần con có thể làm một bậc thầy cho nước nổi tiếng, đến lúc đó con sẽ có thể cưới vợ bé nhỏ. Cậu nói vậy thật sao? Vậy thì con nên cố gắng đi. Nè, khoan đi đã. Tôi đã kêu ông đừng có tối ngày đến gặp thằng Dượng rồi, ông còn đến làm cái gì? Lên xe rồi nói. Tôi chỉ quan tâm thằng Dượng, muốn biết nó và vợ bé nhỏ của nó thế nào thôi. Con của ông dám làm chuyện vô lương tâm như vậy, ông về quan tâm nó coi nó có bị quả báo hay không còn tốt hơn. Không liên quan tới nó đâu. Tử Thông không muốn đối xử con Phụng vậy đâu. Cũng tại tôi không muốn hai đứa nó quen nhau ảnh hưởng đến thằng Dượng. Tôi còn định đưa tiền cho con Phụng kêu nó đến với thằng Dượng. Dĩ nhiên là không nên rồi. Làm vậy có khác gì bỏ tiền mua một món đồ chơi cho thằng Dượng vui chứ. Ông nghĩ có tiền là lớn lắm sao? Có thể tùy tiện bỏ tiền ra chọi. Đằng này không được, đằng kia cũng không được. Bà chỉ tôi cách làm đi. Nếu con Phụng thật sự vì tiền mà đến với thằng Dượng, tức là không phải thật lòng yêu thương thằng Dượng rồi. Thằng Dượng của tôi cũng không cần đâu. Kiểu dạy con của ông đó, từ nay đừng có đến tìm thằng Dượng nữa. Mất công dạy hư nó à. Nè. Thôn Đại Thụ quay được cảnh đẹp còn được người ta nói là một miền đất hứa. Đây mà chính phủ sẽ mở một con đường ở gần đó thông thẳng đến thành phố, cho nên con cảm thấy chỗ này tuyệt đối có tiềm năng phát triển thành một khu nhà ở cao cấp chính tông thịnh vượng. Con cho rằng chung thì chúng ta nên bỏ thầu khu đất này. Thật ra hai hôm trước tôi và ông chủ cũng có bàn về suy nghĩ tương tự như vậy, chẳng qua chưa có kế hoạch cụ thể thôi. Nè Tử Thông. Dạ. Nếu như con cũng có suy nghĩ như vậy, vậy thì dự án này giao cho con theo dõi hả? Không thành vấn đề. Tử Thông tài giỏi lắm đó. Ba con chưa kịp nói ra
Con đã hoàn toàn hiểu hết ý của ba con rồi. Chưa bao giờ tôi nghĩ là nó không tài giỏi. Có điều bớt uống rượu, bớt tin đồn thì càng giỏi hơn. Con biết rồi ba. À phải, ba có hẹn với bác Trương bàn chuyện khác rồi. Nè hai người từ từ nói đi ha. Dạ, dạ, bye bye dạ. Ba. Như vậy có phải tốt hơn không? Hai cha con cùng nói chuyện bàn bạc. Trước giờ con cũng thương ba con lắm. Dĩ nhiên con không muốn người khác ảnh hưởng tới tình cảm của hai cha con. Từ khi thằng Dương không có ở đây, đúng là sáng tỏ mọi chuyện. Lão già, cậu hai. Ông Vinh à, có hai người của ICIC đến gặp ông. Chào ông Trung, chúng tôi là điều tra viên của ICIC. Chúng tôi đến là muốn ông cung cấp một số tài liệu liên quan đến vụ nghi ngờ lúc Trung Thị Phát Triển làm giả sổ sách cách đây 20 năm. Mời vào phòng sách của tôi ha. Đây là số giấy tờ và sổ sách cách đây 20 năm Trung Thị xin phép hội nhập. Chúng tôi phát hiện trong đó có một số chi tiết là báo cáo giả. Trên văn kiện này có hai chữ ký. Một là của ông Phó Chủ tịch Trung Thị khi đó, ông Tống Dân An, cũng tức là ba vợ của ông. Thứ hai là của Chủ tịch Tập đoàn Trung Thị, cũng tức là của ông. Cho hỏi ông còn nhận ra chữ ký năm đó của ông hay không? Tôi là chủ tịch của công ty. Trên lý thuyết tất cả giấy tờ đều do tôi ký tên. Những văn kiện này hơn 20 năm rồi. Hôm nay cô hỏi tôi, thực tế tôi không tài nào nhớ nổi. Ba, xảy ra chuyện gì vậy? Năm xưa khi Trung Thị chúng ta phát triển, ba đang lo chuyện khác. Cho nên chuyện xin phép ba giao cho ngoại con xử lý. Bây giờ ICAC nghi ngờ năm xưa có một số sổ sách là ngụy tạo. Có nghĩa là họ nghi ngờ ông ngoại đã làm sổ sách giả. Không ngờ 20 năm rồi, bây giờ ICAC mới lật lại chuyện cũ. Yên tâm đi, dù thế nào cũng được. Tôi không để những chuyện này làm mất danh dự của ông ngoại nó đâu. Nhưng như vậy ông làm sao thoát thân chứ? Nếu ICAC có bằng chứng trong tay thì họ đã mời tôi về điều tra lâu rồi. Chắc không sao đâu. Nhưng mà chiếu lý họ không dễ bỏ qua đâu. Còn một chúng ta còn phi về dài. Dạ tôi tên Huỳnh Kỳ Phụng. Dạ tôi đọc trên báo thấy chỗ của ông cần tuyển người. Báo chí viết chuyện của cô và Trung Tử Thông có thật hay không? Hôm nay tôi đến phỏng vấn làm chủ nhiệm phòng tuyên truyền của công ty ông. Đúng vậy, đúng vậy. Công việc của phòng tuyên truyền công ty chúng tôi là xã giao với báo chí. Nè, bây giờ trong số các tờ báo, tờ nào đăng tin trung thật nhất thì cứ lấy vài quyển tạp chí làm ví dụ đi. Cô nghĩ quyển tạp chí nào viết bài chính xác nhất đây? Không ngờ cô cũng tốt nghiệp ở Kingston nha. Hả, không biết ra ngoài mua một tờ như vậy giá bao nhiêu chứ? Bằng cấp của tôi là thật. Nếu cô không tin, có thể gọi điện cho Kingston kiểm tra. Ghê gớm lắm sao? Tôi không tốt nghiệp thạc sĩ vậy. Cô sao với tôi không hiểu tại sao Tử Thông lại yêu cô chứ? Xét về thân hình, nét mặt, gia thế, học lực, có thể nào cô sánh bằng tôi không? Hôm đó không phải là anh bỏ tôi, do tôi bỏ ảnh thôi. Đây là lý lịch của tôi. Khỏi coi nữa, lập tức làm đi. Gấp gì? Chỉ là chúng tôi có mối làm ăn cần bàn với Trung Thị. Trung Tử Thông nợ cô lớn như vậy, nhất định để mặt cô. Cùng lắm là như vậy, nếu thành công á, tôi trả gấp đôi hoa hồng cho cô. Tôi cười lắm sao? Tôi không có cười cô, tôi cười đám người đó dư hơi thôi. Tất cả bọn họ đều không phải là con người. Thời gian của tôi quý báu lắm, còn bắt tôi ra giải trí nữa. Không có ai thật lòng muốn nhận tôi. Phí tinh thần của tôi, phí thời gian của tôi, phí tâm huyết của tôi. Nè đừng tức nữa, gọi thức ăn đi, hôm nay tôi đãi ha. Vậy thì thôi đi. Hey, có sao đâu, chúng ta ở chung một nhà mà, gọi chính đi. Chính vì ở chung một nhà, tôi sợ tháng sau không có tiền đóng, lúc đó xấu hổ lắm. Cho nên bữa nay để tôi tự trả tốt hơn. Tùy ý cô. Làm ơn. Hay là tìm chỗ khác ăn đi. Tại sao phải tránh họ chứ? Cho dù muốn tránh cũng là họ tránh tôi. Nè không được chụp nữa, làm ơn. Làm ơn đi, đừng có chụp nữa. Nè chúng tôi về tắm đi. Chụp về tắm đi. Nè đừng có chụp nữa mà. Nè. Thôi đi đừng có chụp nữa. Để chụp về tắm thôi. Thôi mà. Coi bộ ngày mai là được lên trăng nhất rồi. Anh nghĩ đồ đề ngày mai có khi nào là tình cũ duyên mới quăng gia ngõ hẹp hay không? Nè. Sao trùng hợp vậy? Y như Kỳ Phụng nói, thông thường quan gia luôn ngõ hẹp. Của con giật tôi à? Anh nghĩ sao? Tôi thừa nhận là trong chuyện này
do tôi xử lý không tốt, tôi sai quấy, tôi bắt nợ cô. Tóm lại đi một ngày đàn học một sàn khô, lần sau gặp quan hệ trai gái nên xử lý cẩn thận, không nên làm cho An Kỳ biến thành người bị hại thứ hai. Tôi và An Kỳ chỉ là bạn thân hợp ý thôi, chứ đâu có gì đặc biệt đâu. Thật ra An Kỳ cũng không kém, sao anh không tính tới chuyện, tính tới với cổ đi. Nhìn kỹ hai người cũng hợp lắm mà. Tôi thấy anh muốn tính hơn đó. Điên khùng, tôi đang nói anh và cổ kìa, tự nhiên lôi tôi vô cuộc. Tôi và An Kỳ còn cách xa nhau lắm. Má biết là con thích uống canh hầm nên mới kêu ba con đi mua răm bông kim qua về nấu canh cho con uống đó, coi chừng nóng nha. Cảm ơn ba. Cha con với nhau cần gì cảm ơn chứ, dọn ra ngoài ở không có canh để uống không được đâu. Nếu con thích uống, vài hôm nữa ba nấu cho con uống. Không cần đâu, con tính vài hôm nữa đi du lịch cho khuây khỏa. Đợi chuyện của con và Tử Thông lắng dịu bớt, con mới quay về Hồng Kông làm lại từ đầu. Vậy con định đi đâu? Hay là để má đi với con? Con tính qua đại lục thôi. Ừ. Nghe rõ chưa, con đã nói qua đại lục thôi, không phải đi châu Âu đâu, đi gì chó theo đuôi. Làm gì vậy? Tôi sợ nó một thân một mình đi lung tung nguy hiểm thôi. Con sẽ tự lo cho mình mà. Trái lại con lo để ba má lại Hồng Kông. Ba má đâu phải già lũ khủ cần gì lo chứ. Đó. Làm cha mẹ con cái vui, cha mẹ cũng thấy vui vậy. Nếu con muốn lo, chi bằng con lo cho thằng Dượng còn hay hơn. Nếu nó biết con muốn đi, nhất định nó sẽ đến níu khéo giữ con lại. Gần đây ảnh sao rồi? Nó có thể làm gì chứ. Thì vì con mà nó học làm trôi nước đó. Lần trước con đã nói với nó mà, con kêu nó học làm bậc thầy, học làm đàn ông con trai mà, nên lúc nào cũng lấy lời nói của con treo lên cửa miệng của nó. Những gì con nói với ảnh, ảnh mãi mãi để tâm nhé. À, chính vì vậy mới chết. Bây giờ không phải kêu nó để tâm mà là muốn nó bỏ ý định. Con chửi cũng chửi rồi, dụ ngọt cũng dụ rồi, nó nhất định không bỏ ý định, giá nào cũng đòi cưới con làm vợ. Thử hỏi không biết nên nói nó là si tình hay là nói nó bị chạm dây nữa. Lúc nào con cũng vậy, nó làm đàn ông con trai, nó nghĩ chữ đàn ông tức là người chồng. Vậy đó, con tức chết hay không? Anh có thể làm bậc thầy hay không chỉ là chuyện thứ yếu thôi, chỉ ít là bây giờ ảnh chuyên tâm học làm trôi nước. Đối với ảnh mà nói tuyệt đối là điều tốt, dù sao cũng đỡ hơn lúc trước. Vì con chạy đôn chạy đáo, đang có bảo cấp 10 cũng đi đưa trôi nước cho con đi học lái xe, như vậy không có lợi cho anh. Chú Sầu lớn chị Lệ Sa, có phải mới đi thăm vợ bé nhỏ về không vậy? Vợ bé nhỏ có nói gì không, có nhắc tới con không? Có, nó nhắn chị nói với con á, vài hôm nữa nó sẽ đi du lịch đại lục, kêu con không cần đem xoài qua bên nhà cậu Thành nữa. Dạ. Vậy vợ bé nhỏ có nói chừng nào mới về hay không? Cũng chưa biết. Để coi chừng nào đội chó săn chịu buông tha nó, không theo vụ của nó và họ chung nữa. Bao giờ thì đội chó săn mới không theo vợ bé nhỏ nữa vậy? Chú đâu có biết. Vậy vợ bé nhỏ có nói gì với con không hả? Chú sao lớn à chú... Có. Nó kêu con tiếp tục cố gắng học làm trôi nước, học làm một bậc thầy. Quên tưới nước nữa rồi. Chết rồi chị Hảo ơi, chết rồi. Chuyện gì em vậy? Em tưới nước sôi vô cái cây này rồi nè. Không có chết đâu. Cậu Dự à, không lẽ cậu muốn trái xoài chín mau nên đổ nước sôi vô luộc chín nó hay sao vậy? Ngày mai vợ bé nhỏ đi rồi, em muốn cứu sống cây xoài này và làm cho nước cho vợ bé nhỏ. Em nóng lòng quá nên mới lấy nước sôi tưới lên cây xoài này thôi à. Dượng à, ngày mai vợ bé nhỏ của anh đi rồi, anh làm sao làm được nhiều việc trong thời gian ngắn được chứ? Không làm được thật sao? Không được đâu. Chị Liên hả? Trời, chứa hàng sao? Chị nói trong nhà không có nước tương thôi, chị mua nước tương mua nhiều túi như vậy. Trời, có nhiều thứ không cần xài cho lắm mà. Tôi thấy siêu thị đang đại hạ giá đó. Loại dầu gội đầu 2-1 này tôi mua sẵn mấy chai cho anh luôn đó. Có phải không cần xài không? Không phải, cần xài. Dầu gội đầu 2-1 là cái gì? Còn có biết không, đa số dầu gội chỉ có thể gội đầu. Rồi loại này có chất dưỡng tóc, coi như vậy tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức lực nữa. Thiệt tình. Chuyện gì vậy anh Dương? Nè anh làm gì vậy? Chị Hảo ơi, chị bỏ trái xoài này vô nồi giùm cho em. Tại sao chứ, em muốn làm cái gì? Em muốn làm trôi nước 2-1. Trôi nước 2-1?
Đúng vậy, vợ bé nhỏ thích ăn trôi nước là thích ăn xôi nữa. Em muốn cổ ăn một lượt có thể nếm đủ hai thứ thức ăn cô thích ăn nhất, cũng giống như dầu gội đầu hai trong một vậy đó. Tôi không hiểu, anh làm sao trộn chung hai thứ này với nhau được chứ? Đơn giản thôi mà. Nè, vợ bé nhỏ thích ăn trôi nước chứ gì, lại thích ăn xôi nữa chứ gì. Em sẽ lấy hai thứ đó ha, bỏ hết vô nồi nấu lên. Vậy thì biến thành trôi nước, hai trong một vị ngon gấp đôi. Nè, chị qua đây đi, bỏ vô nồi này giùm em. Bỏ vô là được rồi sao? Chỉ là bản thân của em, lát nữa em cho chị nếm thử trước tiên, bảo đảm chị sẽ có cảm giác hạnh phúc đó nghe. Đúng là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Kìa. Vợ bé nhỏ, chú sâu lớn. Anh Dương, anh tới đây làm gì vậy? Vợ bé nhỏ à, xoài nè, trôi nước nữa nè. Bây giờ chúng chia ra, nhưng mà một ngày nào đó chúng sẽ không có xa nhau đâu. Anh sẽ làm được trôi nước hai trong một. Trôi nước hai trong một. Nè, xe chạy rồi, đợi về mới nói đi. Ê, vợ bé nhỏ, anh sẽ nghe lời em, là một đàn ông con trai, là một bậc thầy trôi nước á. Anh phải ráng cố gắng nha, phấn đấu về cuộc sống của mình nha. Em đi chơi vui vẻ nha, không cần lo cho anh đâu. Anh nhớ đó, đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng đó. Vợ bé nhỏ nhớ ăn trôi nước cho nóng đó nghe. Chỉ cần có kiên nhẫn, ước mơ sẽ thành hiện thực thôi. Em đói thì phải ăn, lạnh thì khoác thêm áo đó, nhớ nghe chưa vợ bé nhỏ. Mỗi lần con đi đâu nó đều đuổi theo, đuổi tới bao giờ mới không đuổi tới đây. Không chừng một ngày nào đó ảnh là một bậc thầy, học được cách tự lập, sẽ không bám theo con giống như bây giờ nữa. Nó trở thành bậc thầy còn khó hơn học lái máy bay nữa. Lên 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 lên
Nè, nè Dượng à, bắt đầu từ hôm nay ba bữa sáng trưa chiều cộng luôn trà chiều ăn khuya, con cũng phải ăn bánh nha, ăn đến hết mới thôi. Hả? Tức là phải ăn đúng 3 ngày hay sao? Trời ơi Dượng à, con đã may mắn lắm rồi, con coi thiếp phải ăn đúng 1 tuần lận đó. Thật ra có ăn thì đừng bỏ uổng, ăn không hết thì cứ đem ra phát cho hàng xóm là được rồi ha. Hàng xóm khu này á, ai cũng có phần đi dẫn bánh hết đó, muốn tặng cho người ta cũng không có ai thèm đâu. Thì đó. Sao lại như vậy? Còn bánh của tôi thì tính sao? Hả? Trời ơi, anh đã dành nhiều phiếu ưu đãi vậy sao? Ai nói để dành chứ, phiếu của tôi mua bằng tiền đàng hoàng mà. Ơi, tất cả cũng tại họ hại tôi thôi. Nè, liên quan gì đến tôi và thằng Dượng chứ? Năm đó chị nói cưới con Hảo của tôi là con dâu mà. Tôi thấy lúc đó phiếu ưu đãi này giảm 40% nên lập tức mua cả sấp để dành. Bây giờ không thành rồi, hả? Nên tôi định để lại, sau này cho con Hảo đám cưới để nó dùng. Bây giờ luôn cả tiệm bánh cũng dẹp tiệm luôn. Ba đừng có khơi lại chuyện cũ rích đó nữa mà.
Cũng không thể nói như vậy. Bây giờ con Phụng không còn như trước nữa. Muốn trèo cao lấy cậu hai họ chung đó hả? Còn thằng Dượng, con nên bỏ ý định đó đi. Cưới luôn con Hảo làm vợ có phải vui vẻ cả nhà không? Không được. Lẽ nào Dượng lại cưới cô Hảo chứ? Nè, con của tôi lấy ai bắt mới gì tới cậu? Tức là vậy, thật ra không công bằng với cậu Dượng chút nào. Còn cô Hảo và cô Phụng, cả hai không thể so sánh được. Tức là ý con muốn nói là cô Phụng là thịt cà ri, cô Hảo là nước cà ri. Rõ ràng cậu Dượng thích ăn thịt cà ri, không lý nào chú kêu cô ta bới tô cơm chan nước cà ri vô sao ăn. Nè, sao miệng mồm của cậu đi tiền quá vậy? Con của tôi đâu đến nỗi tệ phải làm nước cà ri trộn cơm chứ. Thí dụ hai người đừng cãi nhau nữa, không vào trong làm việc đi. Chị Hảo à, anh Quy sắp đến rồi, sắp đến rồi, nhanh lắm hả? Không biết Thiếp Thuận sẽ đưa người đàn ông như thế nào đến coi coi mắt cô Hảo vậy ta. Coi mắt cô Hảo đó. Anh Tân ơi, mọi hôm anh ghét chị Hảo lắm mà, sao đột nhiên quan tâm tới chị Hảo dữ vậy? Quan tâm cổ gì chứ, tức là thật ra anh chỉ tò mò vậy thôi. Từ khi con biết con Hảo là mỹ lệ trong Tàn Hảo Nhất Đinh, hớn chút thì con dòm ngó người ta. Trong số đàn ông con cũng nhỏ mọn dữ lắm rồi. Rồi, ra lâu quá nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện vậy. Xem ra anh còn nóng lòng hơn cả con Hảo và Quy Quy nữa. Bởi mới nói anh á, mở màn mau hạ màn mau, chúng ta cũng mau chóng hoàn thành, có thể về nhà ngủ. Nhân vật chính xuất hiện rồi. Ông Hà. Thiếp Thuận, xin lỗi nghe tôi tới trễ. Không phải chứ, có thể làm ba con Hảo cũng được nữa. Không biết cô Hảo chọn chồng hay là chọn ba nữa ta. Đây là anh Quy, đó là cô Hảo, còn đây là ông Hà. Chào bác. Dạ, chào bác. Cô Hảo. Bác à, hình như tôi nên gọi bác là bác thì đúng hơn. Trời ơi, gọi sao cũng được mà, đâu có gì đâu. Bình thường ông Hà thích tắm nắng, tập thể thao, cho nên nhìn bề ngoài có vẻ già dặn thôi. Hảo à, lấy chồng không phải nhìn bề ngoài đâu, quan trọng nhất là bụng dạ tốt. Con người của ông Hà này tốt bụng tốt dạ lắm. Cứ thứ bảy hàng tuần thì ổng đi mua cờ, thấy bà già qua đường là ổng đưa họ qua đường, kêu họ phải cẩn thận, nhất định phải đợi đèn xanh mới qua đường. Cũng phải. Cưới vợ thì chọn thục nữ thôi. Tuy con Hảo của tôi tướng mạo cũng xinh đẹp cho lắm, nhưng mà được cái chắc chiêu tiết kiệm siêng năng lại thật thà nữa. Dạ đúng rồi, quan trọng là chắc chiêu tiết kiệm hả? Uống trà. Chị coi kìa, Thiếm Thuận và Quy Quy cười tới hiếp cả mắt luôn. Chưa nói tới đại tiệc, chắc cũng nói tới tiền lễ rồi. Không thành công đâu. Rồi thôi ăn đi ha. Thêm viên há cảo hả? Bác đó gấp thức ăn cho chị Hảo ăn. Chị Hảo gót trà cho bác đó uống. Họ có vẻ như là thân nhau lắm. Kính lão thôi. Đúng là hơi già một chút, nhưng người già có tâm tư hơn. Vậy cũng phải, Dương Chấn Minh cũng là chồng già vợ trẻ thôi. Làm sao giống chứ, người ta đoạt giải Nobel vật lý chứ bộ. Phải không? Bây giờ có phải chú lấy đâu, cô Hảo lấy thôi. Tự nhiên sao chú có vẻ thấy tiếc cho cô Hảo như vậy? Tôi chỉ tiếc cho bác đó thôi. Chào ông chủ. Chào. Vậy độ tuổi ông nói già chưa đến nỗi già, nói trẻ thì cũng đâu đến nỗi trẻ đâu ha. Có thể nói là già mà còn mạnh nữa. Nói tóm lại, đến khi tôi về già được với ông một nửa, vậy thì tuyệt vô cùng á. Tức là vậy, chuyện duyên số đôi khi không nên miễn cưỡng, đừng ép bản thân yêu những người mà mình không yêu, nếu không ông sẽ hối hận đó. Cậu Tư, cậu lên cơn điên gì ở đây vậy? Ông Hà, ông đừng có nghe cậu ta ăn nói lung tung đó. Đâu có đâu, cậu này nói đúng lắm đó. Thực tế không lý nào tôi đầy đọa bản thân như vậy chứ, phải không? Nhìn kỹ, Thiếm Thuận à, thôi đi, vụ này có gì không thành đi. Đợi lần sau Thiếm tìm một người đẹp chút mới mà đòi tôi. Ông Hà, xin lỗi, tôi đi. Ông Hà, khoan đi đã. Thật ra tôi đã làm gì mất lòng anh? Tại sao lại không kích tôi, chà đạp tôi hết lần này lần khác chứ? Tôi chỉ là một cô gái, muốn tìm một nơi nương tựa thôi. Cho dù người ta có kinh tởm cỡ nào, già cỡ nào, chỉ cần người ta chịu khứ tôi cũng chấp nhận. Tại sao anh cứ đuổi không giết tận tôi chứ? Tôi và anh có thù oán nặng nề gì? Có phải anh muốn tôi bị ế chồng suốt đời làm gái già anh mới khả già không? Hảo à, cô đừng tức giận quá. Thực ra ý của tôi là tôi yêu em thôi. Tiếng qua của anh tệ thì làm ơn đi học thêm đi. Cái này không phải gọi là yêu mà là gọi là ghét. Không phải là ghét mà là yêu. Là ghét không phải là yêu. Là yêu không phải là ghét. Tuy tôi chưa từng có bạn, nhưng tôi biết yêu một người cần phải làm như thế nào. Anh đối xử với tôi như vậy không thể nào là yêu được. Đây. Có phải chứ bà cái trạng đó ghét tức là yêu gì đó không? Hả? Ê, tóm lại là anh yêu em. Tôi không tin. Em coi đi,
Hai vé này là vé đại nhạc hội của Sara Diệp, cực khổ lắm tôi mới mua được đó. Tôi đã thức suốt đêm đáng quý lắm, tức là chứng tỏ tôi yêu em lắm đó. Yêu đó. Anh yêu. Là ghét. Anh không có nói dối đâu. Em còn nhớ không, lúc em là Mỹ Lệ, anh cố tình lấy máy MP3 thu bài hát của em. Anh yêu em nên mới thu bài này thôi, đúng không? À, đúng rồi, đúng rồi. Tôi nhớ rồi. Tôi nhớ lúc anh đi vệ sinh rất thích nghe nhạc của tôi. Muốn biến bi phẫn thành lực thúc đẩy, đi tiêu cũng thấy sảng khoái hơn cái gì. Lúc đó anh không biết nói sao, anh bịa đại một lý do, nói lung tung thôi. Bịa đại? Bây giờ anh đang nói dối thôi. Anh không cần biết, em cầm đi. Em đến cũng được, không đến cũng được. Tóm lại, giá nào anh cũng đợi em đến. Xin lỗi anh, em đến trễ. Chị Hảo ơi, chị buồn dữ lắm hả? Tôi đâu có buồn. Còn nói là không có nữa, chị coi kìa, làm bể chén gì hết trơn. Người ta không hiểu tôi, nhưng anh nhất định hiểu tôi. Tại sao em phải hiểu chị chứ? Tại vì tôi và anh đều không có lý nào có người yêu mình. Em thì khác nghe, em có vợ bé nhỏ yêu em đàng hoàng á. Ai, tôi muốn được yên tĩnh một mình, anh đi đi. Ờ, em đi tiểu, không có làm ồn chị chứ. Đi đi. Dù sao Tiếu Hảo cũng hát hay hơn. ICIC có tìm được gì không? Ê, nói tới nói lùi cũng chỉ mấy câu đó thôi. Có thể họ muốn hù tôi, hy vọng tôi sơ ý nói sai hay bỏ sót điều gì đó. Tôi đã nói tôi không còn nhớ cái gì nữa. Nhưng ICIC đã mở hồ sơ này, không dễ gì đóng lại đâu. Hay là ông khai báo sự thật đi được không? Làm sao được chứ, nếu tôi nói ra sẽ ảnh hưởng danh dự của ba bà. Nhưng tội làm sổ sách giả không có nhẹ đâu. Hơn nữa ba đã qua đời lâu rồi, tôi thật không muốn ông chịu tội danh này. Tôi là chủ tịch của công ty, còn ký tên trên văn kiện đó nữa. Nếu tôi nói cho người ta biết tôi không hay biết gì hết, quan tòa cũng không tin đâu. Cho dù quan tòa tin cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty thôi. Vậy ông tính sao đây? Để tính sau đi. Lát nữa liên lạc điện thoại. Ừ. Ông chú, có sao không vậy? Ông chú, có sao không vậy? Tiếp theo là do chủ tịch tập đoàn của chúng tôi, ông Chung Cẩm Vinh phát biểu doanh thu nửa năm đầu của tập đoàn và kế hoạch phát triển trong năm tới. Chuyện gì vậy? Mắt kiến bà đó. Doanh thu nửa năm đầu của Chung Thị chúng ta đã được ghi rất rõ ràng ở trong bản báo cáo mọi người đang cầm rồi đó. Còn những hạng mục đầu tư của Chung Thị trong năm tới sẽ tập trung và lĩnh vực kỹ thuật cao. Ông Chung à, nhưng chẳng phải Chung Thị đã trả lời khổng lồ cho hạng mục kỹ thuật cao ở châu Âu rồi sao? À, ý của ba tôi là tập đoàn chúng tôi sẽ ủng hộ lớn hơn trong lĩnh vực phát triển kỹ thuật cao, nhưng không phải là vấn đề trọng điểm. Và ngành địa ốc ở Hồng Kông cũng bắt đầu được hồi sinh, cho nên đầu tư tương lai của chúng tôi sẽ tập trung vào lĩnh vực địa ốc. Dự kiến các khoản đầu tư của tập đoàn trong năm nay thu chi quân bình
Xin lỗi các vị, có thể báo cáo của ba tôi có sự nhầm lẫn. Thực ra là sang năm mới đúng, không phải năm nay. Sao kỳ vậy? Đâu có đâu. Nè, lợi nhuận thường xuyên của năm nay là 1.250.000. Không phải. 125 triệu, phát lãi trung kỳ là 50.000. Sao kỳ vậy? Đúng. Không phải đâu. Xin lỗi nha, có thể hôm nay ba tôi không được khỏe cho lắm, để tôi tuyên bố báo cáo doanh thu. Sao lại lấy lộn của ba vậy? Đứng lên đi hả? Ông Vinh à? Đứng lên đi. Ông Vinh à? Ai vậy? Ông sao vậy? Các người kéo tôi đi đâu vậy? Tôi không phải doanh thu này với ba đó. Ông có sao vậy? Ba tôi uống trà. Ông Chung à? Ông Chung, ông Vinh lời đi. Ông Chung, ông lại đi. Xin lỗi, hôm nay ba tôi không được khỏe. Xin lỗi nha, xin lỗi các vị. Ba tôi không được khỏe, xin lỗi. Chị Liên à? Ra liền. Trời ơi, chuyện lớn rồi, chị coi gì, nè gì? Tên khốn Chung Cẩm Vinh nghi ngờ bị bệnh Alzheimer đó. Quả báo rồi, làm người bất nhân. Ông hại mẹ con chị cũng thê thảm lắm đó ha. Lần này trời phạt rồi, có tiền thì sao chứ, có tiền cũng không biết xài, đáng đời. Anh nói xong chưa? Không lẽ chị còn lo cho ổng sao? Ủa? Chú Thụy, sao chú tới sớm vậy? Dượng, con coi bác con bị bệnh rồi nè, bị bệnh Alzheimer rồi đó. Bệnh Alzheimer là cái gì vậy má? Tức là một người già cả, tuổi tác đã cao, đột nhiên không còn nhớ gì hết, cũng không nhận ra ai hết. Chẳng những vậy, ổng còn vong tình phụ nghĩa nữa. Đó, trung tâm người già ở đây nè, có nhiều ông lão bà lão cũng bị căn bệnh này lắm đó. Có phải giống như bác Trần và bác Dương không vậy? Vậy thì có khi nào bác ấy không nhận ra con không? Ông nhận ra con, cũng giả bộ không có nhận ra con thôi. Dưỡng à, hay là con đi thăm bác đi, coi bác con thế nào. Bác tốt với con như vậy, bây giờ con đi thay đồ rồi đi thăm bác liền á. Dưỡng. Nè. Tôi biết anh muốn nói gì. Dù sao ông cũng là ba của thằng Dưỡng mà. Ông có lỗi với chúng tôi là một chuyện, nhưng mà ba bị bệnh, thằng Dương vẫn ngoảnh mặt làm ngơ là bất hiếu dữ lắm. Anh có hiểu không? Hơn nữa, bây giờ thằng Dương không đi thăm ổng, không biết sau này ổng còn nhận ra thằng Dương hay không nữa. Lúc trước ổng đối xử với chị như vậy, chị cũng bỏ qua, chị đúng là hiểu biết phải trái. Hèn gì ai cũng nói, người mẹ là cao cả nhất. Tôi cũng thấy nhớ má tôi quá. Lão già, có người tìm ông nè. Dạ, con chào bác. Con là... Con là thằng Dượng nè, bác quên con rồi. Bác vợ, Dượng phải không? Con làm việc cho bác mà, phải không? Dạ, phải bác à. Con đọc ở trên báo nói bác bị bệnh Alzheimer. Con lo cho bác lắm, con muốn đến coi bác có sao không? Con biết thế nào gọi là Alzheimer sao? Con biết. Trong viện dưỡng lão ở tường dưỡng động của con có rất nhiều bác cũng bị bệnh này mà. Họ tội nghiệp lắm á. Phải, bác à, con nói cho bác biết nha. Bây giờ bác ra ngoài đường nguy hiểm dữ lắm á. Bởi vì bác có thể quên mất nhà của bác đang ở đâu. Cho nên bây giờ con làm một tấm thẻ cho bác nè. Đó, phía trên á là tên của bác, có địa chỉ nhà của bác đang ở. Nếu như bác quên mất nhà ở đâu á, mấy chú cảnh sát sẽ đưa bác về nhà. Chưa hết đâu, con còn làm cây gậy dạng năng này cho bác nữa nè. Cây gậy dạng năng? Dạ phải, con thấy các bác ở trong viện dưỡng lão đều có một cây gậy như vậy, cho nên con bắt chước theo họ tự chế một cây cho bác đó. Nè bác à, bác thử đi. Dưỡng à, con tốt với bác lắm. Bác à, con chỉ bác xài nghe. Nè bác cầm cho chắc, từng bước mà đi, con có thoải mái không? Nè, chưa có hết đâu, lỡ như bác đang đi một hồi té lăn xuống đất, lại không thể nói được gì, thì bác bấm cái chuông này. Cái này gọi là cái chuông kêu cứu á, nè. Mấy chú cảnh sát biết bác đang kêu cứu sẽ đến giúp bác ngay. Bác đi thử coi có phải thoải mái hay không. Nè còn nữa nha. Đó, trong túi này đó còn có một cây đèn pin nè.
Nhiều khi ban đêm á bác phải leo lên cầu thang thì cầm cái đèn này để soi, nếu không dễ bị dập té dữ lắm nè. Bác cầm cây đèn pin này đi, từng bước như vậy đó. Trời ơi, ai gọi nhiều đồ dữ vậy, còn phải dùng chiếc xe nữa. Hôm nay viện dưỡng lão có liên quan, anh Thụy tài trợ chè đó à, cho nên mới nhiều. À, em quên mất, em cũng phải đi phụ một tay mới được. Con đi phụ hay đi chơi vậy? Con đi phụ chơi mà. Con đã hứa với mấy anh mấy chị ở viện là sẽ chơi với mấy ông bà ở chỗ đó đó mà. À, Hảo à, hay lắm hay lắm. Con và thằng Dượng mang chè đến viện dưỡng lão đi ha. Dạ. À, anh Thụy à, hay là em cũng đi phụ một tay nghe. Ờ, cũng được. Vậy con không đi đâu. À, anh Thụy à, thật ra cũng còn nhiều việc làm lắm, em không đi. Vậy giờ con đi. À, anh Thụy à, thật ra họ cầm không hết đâu, hay là em đi phụ tay được rồi. Vậy giờ con không đi đâu. À, anh Thụy à. Nè nè nè, hai người làm gì vậy? Tôi tiệm chè chưa phát triển, nhưng mà tôi đòi hỏi ở nhân viên cao lắm. Hai người công tư phải rõ ràng, chú theo đuổi cũng được, cô không cho nó theo đuổi cũng được. Tóm lại đừng bắt chè của tôi phải chịu trận. Bây giờ tôi quyết định, Tiểu Hảo, thằng Dương đem chè đi, còn chú nếu như theo đuổi cổ, vô trong rửa chén giùm cổ. Được. Hảo à, em yên tâm, anh thật tình thiệt đó. Anh nhất định thật tình rửa hết thau chén đó. Chị Hảo ơi, có phải chị ghét anh Tân dữ lắm không? Tôi đâu có ghét. Chị còn nói không có. Luôn cả đại nhạc hội xa ra dịp mà chị thích coi nhất chị cũng không đi coi với ảnh. Ảnh đòi theo chị đem chè đi chị cũng không đi. Chị còn nói không có ghét ảnh sao? Thì lúc trước tôi đã nói với anh rồi, tôi không có tư cách để yêu ai, cũng không có tư cách ghét ai. Tóm lại ảnh không thể nào yêu tôi được. Anh đừng có nhắc tới người này nữa mà. Nếu không luôn canh tôi cũng không nể mặt luôn. Bác ơi, bác ơi. Hả? Dượng nè. Ờ, đúng rồi Dượng. Con cứ sợ là bác không có nhận ra con chứ. Bác ơi, bác tới đây làm cái gì vậy? Anh Dượng, có phải ông bị lạc đường không? Hả? Bác bị lạc đường sao? Con đưa bác đi tìm chú cảnh sát để chú dẫn bác về nhà nghe. Hả? Nếu anh đưa ông đến sở cảnh sát, tức là tôi phải đi một mình mang chè tới trung tâm dưỡng lão sao? À, vậy thì... À, hay là chúng ta đưa bác đến trung tâm dưỡng lão luôn đi. Bác cũng là người già, nhất định sẽ chơi với người già vui vẻ lắm á. Ờ, đến viện dưỡng lão. Dạ phải, bác bị bệnh Alzheimer mà, tức là bây giờ bác đã già rồi. Đi thôi. À, đi thôi, em đi. Đi thôi. Anh dìu bác đi.